Honda có thể nói là một thương hiệu xe máy nổi tiếng và đi vào ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam. Thậm chí người ta có thể gọi xe máy bằng từ gọi là xe Honda hay Honda. Người ta biết đến Honda với những mẫu xe như là Honda Dream, Honda Way, Honda Cup hay là mẫu xe tay ga cao cấp như là Honda SH. Và mình cũng có sở hữu một mẫu xe của Honda, một mẫu xe có thể gọi là mẫu xe quốc dân, Honda Way Alpha. Bởi vì sao mà mình lại nói là Honda Way Alpha 118cc, trong khi mà Honda chỉ có mẫu 110 hay là 125cc thôi. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho tất cả mọi người xem video này tại sao mình lại gọi mẫu xe này 118cc. Và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mê Xe. Theo doanh số thống kê mình xem năm 2019 thì Honda Way Alpha chiếm 18% tỷ lệ bán xe của Honda và bán được tầm khoảng gần 500.000 chiếc xe. Bởi vì chiếc xe này có một cái ngoại hình nó không quá thể thao, không quá hầm hố nhưng mà lại rất vừa mắt và dễ nhìn. Đó cũng chính là lý do tại sao mình đã chọn chiếc Way Alpha này để sử dụng làm một chiếc xe đi lại. Chiếc xe này thì mình đã mua vào cuối năm 2017, tầm khoảng tháng 11. Và hiện tại thì mình đã đi được hơn 30.000 km rồi. Động cơ của chiếc xe này thì sau 30.000 km mình đi nó đã nhàm chán và nó cũng đã yếu đi rồi. Chính vì vậy mà mình đã nâng cấp cho động cơ của chiếc xe, nâng lên tầm khoảng vài mm, chính xác là 2 mm, và nâng cái cc của chiếc xe lên 118cc. Và để mà nâng cấp động cơ cho chiếc xe này thì đầu tiên mình sẽ nâng cấp xi lanh. Mình nâng cấp lên trái 52mm và mình thay ở đây là có bố nồi, lò xo và móc cổ hút xả. Cái lò xo và móc cổ hút xả này thì mình sẽ làm theo cái bài độ của lò độ. Cái này thì tùy lò độ sẽ làm mỗi cách khác nhau để chiếc xe có thể hoạt động trơn tru, ổn định và tăng được sức mạnh của động cơ. Nhưng mà không chỉ tăng như vậy thì chiếc xe không thể nào mà hoạt động ổn định được. Thay vào đó mình còn phải thay một cái bình xăng con này là chế hỏa khí đấy, thay thêm lọc gió độ này. Ở phần động cơ này thì phía bề ngoài mọi người có thể nhìn thấy nó gần như là hoàn toàn zin. Và cái phần mọi người nhìn rõ nhất ở đây đó chính là cái phần cái bình xăng con. Ở đây thì mình dùng bình Sentra 125 dành cho xe 125 phân khối đấy. Xin lỗi mọi người bởi vì hôm nay quay mà chưa tháo được cái dàn yếm này ra để quay rõ ràng hơn bên trong. Mọi người có thể nhìn thấy cái dây màu xanh ở đây. Đây là cái dây của Mobison Phaeto. Ở trong lốc lồi này thì mình sẽ thay một bộ lá bố. Lá bố là lá bố nguyên bản của Honda luôn, mình mua ngoài hit. Và thay lò xo độ thôi chứ mình không thay gì nhiều. Mình định thay một cái bộ nồi cao cấp hơn nhưng mà mình không mua được. Và mọi người có thể nhìn thấy là cái đầu bò này thì vẫn zin nhá, vẫn nguyên bản luôn. Chỉ có khác biệt ở đây là cái chế hỏa khí và một cái lọc gió cây en độ ở đây thôi. Mình có độ một cái lọc cây en ở đây, hiệu năng cao. Về cái phần đặc biệt nhất thì mình đã chia sẻ là cái động cơ rồi. Còn vẻ bề ngoài mình sẽ cải tiến thêm một chút thôi, chỉ một chút xíu thôi để vừa đẹp vừa ổn định. Thì mình đã thay ở đây, mọi người có thể nhìn thấy mình có thay một bộ phanh đĩa ở đây. Về cái mẫu xe này thì nguyên bản của nó sẽ là một cái phanh cơ nhá, phanh đùm đấy. Thì mình thay ở đây là một bộ phanh của Way S thì phải, heo Nissin này cùng đĩa, còn đây là dây dầu Morin. Và ngoài ra thì mình có điểm thêm một chút, đây là vài con ốc titan. Đấy, thay vì mình dùng titan xanh đỏ tiếng vàng như mọi người thì mình chọn titan không có màu để cho tạo sự khác biệt. Và bên trong này má phanh thì mình dùng má phanh của Racing Boy. Racing Boy là thương hiệu của Thái Lan nhưng mà cái này sản xuất tại Trung Quốc ấy. Và một phần nhỏ nữa nhưng mà là một chi tiết mình rất là thích, đó chính là cặp vành Racing Boy màu đen ở đây. Thì mọi người có thể thấy là Honda SH mọi người hay sơn sporty ấy, thì mình thay một cái phuộc mới để gắn heo này màu đen rồi thì mình thay luôn một cái vành, vành cằm ở đây màu đen để tạo cho chiếc xe có vẻ khỏe khoắn hơn. Và cái vành nhôm này thì nó cũng nhẹ hơn. Đáng tiếc một điều là mình sử dụng cái cằm ở đây là cằm của X1R thì mình thấy cái độ bền của nó không cao cho lắm. Khi mà những cái cằm này thì mình sử dụng một thời gian đã thấy nó hoen rỉ rất là nhiều rồi. Có lẽ là mình sẽ phải thay cái mới. Nếu các bạn biết một cái mẫu cằm nào mà tốt và bền thì mọi người có thể comment xuống phần bên dưới để mình có thể thay nhé. Cảm ơn mọi người. Và đi kèm cái hệ thống phanh ở đây để tăng hiệu năng thì mình cũng gắn luôn phanh Racing Boy ở đây. Trước đây thì mình đã thay cái hệ thống phanh Brembo nhưng mà do là kỹ thuật của thợ làm mình giao cho làm ý, không được như ý mình muốn nên là mình đã tháo ra và thay cái bộ tạm này vào thôi. Ngoài ra còn một điểm nữa muốn nói với mọi người về cái dàn vỏ này. Mọi người có thể nhìn thấy dàn vỏ màu trắng rất là đẹp và mới. Thực tế thì sau gần 3 năm và 30.000 km thì mình đã phải thay đến bộ vỏ thứ 3 rồi. Đây là một bộ vỏ màu trắng, nguyên bản lúc mình mua xe là màu đỏ. Và lý do tại sao mình lại thay vỏ nhiều như vậy? Bởi vì cá tính á? Không hẳn đâu, bởi vì là thứ nhất là dàn vỏ xe rất là ọp ẹp. Mình sử dụng, mình thay mới một thời gian là đã kêu rồi. Khi mà các bạn chạy lên tốc độ cao các bạn có thể thấy nó rung lắc kêu rõ ràng luôn. Ngay cả Honda SH cũng bị luôn. Và một điều nữa đó chính là mình không dán keo xe. Hiện tại thì xe này vừa thay nhưng mà đã xước rồi đây. Và ở dưới đây thì mình có thay đổi hệ thống nhôm xin đĩa. Ở đây thì cái hộp xích mình đã tháo ra để tiện cho việc vệ sinh. Và phần nhôm xin đĩa ở đây thì mình đã thay thế hoàn toàn mới rồi. Bởi vì đi 30.000 km rồi mà không thay thì đi làm sao được.
Ở đây thì mình sử dụng nhôm xin đĩa của thương hiệu RK, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Mình sử dụng cho phân khối lớn thì thấy rất là tốt, nên là mình đã thay luôn cho chiếc Honda Way này. Trước đây thì mình dùng của DID, thì mình thấy hai thương hiệu này nó cũng khá là xem nhau, nhưng mà mình vẫn thích DID hơn. Còn phần phuộc sau thì khá đáng tiếc khi mà mình vẫn chưa đủ điều kiện để lên phuộc Olin. Mình cũng đang dự định là lên thử Racing Boy hoặc là ESS để thử xem là cảm giác trải nghiệm mới nó sẽ như thế nào. Còn về phần đuôi xe thì hoàn toàn mình không thay đổi gì cả, ngoài cái rè là bị ăn rè một chút này. Các idol biết ăn rè rồi chứ, mình thì mới tập thôi. Còn phần bô xe mọi người nhìn có thể thấy là đây vẫn là cái bô zin, nhưng mà mình đã móc bô rồi. Ở bên trong thì mình móc, người ta gọi là móc trái khế, và thay ở đây là một cổ bô bằng sắt. Có một điều là mình thấy là cái cổ này nó bị rỉ hơi nhanh, mặc dù mình đã mua cái sơn Samurai, sơn chịu nhiệt về, mình sơn lại ở trên cái bô này rồi mà vẫn bị hoen rỉ và bị chóc sơn ở đây này. Bây giờ thì mình sẽ để máy cho mọi người nghe cái bô móc của mình và cái động cơ 118cc này nhá. Nói thật là mình nghe giống tiếng của bô Rider, nghe rất là thích. Nghe cũng hơi to thôi, nhưng mà thực sự là tiếng bô này rất là giòn, hay hơn mấy cái bô mà kiểu 2543 kiểu mà hàng tàu hàng Trung Quốc, phách nghe đau tai lắm mọi người ạ. Nên là chính lý do vì vậy mà mình chỉ móc cái bô này nhẹ nhẹ một chút thôi, vừa để là thoát khí hơn mà vừa nghe tiếng nó hay hơn. Về vận hành của chiếc xe này thì mình có sử dụng chạy trong cả đường cao tốc, cả đường nội đô, nhưng mà đa phần là trong thành phố Hà Nội là chính thôi. Thì mình có một chút nhận xét và đánh giá như sau. Đầu tiên thì mình mua Honda Way bởi vì kiểu dáng của nó dễ nhìn này, và nghe là động cơ bền bỉ lắm, nên là mình đã chọn Honda Way thay vì Sirius hay là những mẫu xe khác. Và chiếc xe này thì mình sử dụng mình cảm giác nó không được bền như lời đồn đó, bởi vì là mình chỉ đi được tầm khoảng đến 6.000 hoặc 8.000 km thôi là bắt đầu hệ thống cam cò đã kêu rồi. Mặc dù là mình thay dầu nhớt định kỳ, sử dụng đúng chủng loại của dầu nhớt dành cho xe, nhưng mà chiếc xe thực sự nó vẫn không hoàn hảo như ý mình muốn. Mình nghĩ là mẫu xe này thì chúng ta chỉ sử dụng chạy trong phố và chạy tầm khoảng 60 km/h trở xuống thôi. Và lý do tại sao mà mình lại nâng cấp cái động cơ lên mà không lên tầm khoảng trái 54 hay trái 62, bởi vì là nâng cấp lên như thế thì xe nó lại quá mạnh so với cái nhu cầu của mình. Bình thường thì mình có mượn xe của các hãng hay là mua xe riêng phân khối lớn thì mình chạy, thì chiếc xe Way này mình chỉ sử dụng để gọi là đi làm hoặc là đi nhẹ nhàng trong phố thôi, mình không có nhu cầu quá cao để nâng cấp lên. Và về phần chi phí bảo dưỡng thì mình trung bình 3.000 km mình thay dầu một lần, một chai dầu tổng hợp toàn phần hoặc là Racing Oil thì có giá tầm khoảng 300-400.000. Nhông xen đĩa và lốp xe thì mình sử dụng tầm khoảng 1.000.000 km, là 10.000 km mình đã thay rồi, mặc dù nó chưa mòn. Hay là hệ thống phanh nữa, hệ thống phanh thì mình thường xuyên mình bảo dưỡng thôi, tầm khoảng 5.000 km mình sẽ thay má phanh và vệ sinh bên trong lẫn là thay dầu phanh luôn. Còn về xăng cộ thì mặc dù là mình có sổ trái nên trái nâng cấp động cơ rồi, nhưng mà mình vẫn sử dụng tầm khoảng 50.000 cho 2 ngày chạy, rơi vào tầm khoảng 50.000 đi được 200 km, tùy giá xăng nhé. Còn bây giờ thì thời kỳ dịch bệnh này ít đi mà xăng thì rẻ, mình đổ 30.000 mình đi cả tuần luôn. Và cũng chính vì mình thay nhông xin đĩa này, nâng cấp động cơ, móc bô, đi lốp xe cao cấp hơn một chút thì cái vận tốc tăng tốc nó cũng ổn định và cao hơn. Mặc dù là lúc mình thay động cơ này vào rồi thì mình cũng chưa max speed lần nào cả, bởi vì xe vẫn roll die. Nhưng có một số cái phần chi tiết mà mình thấy khá là ok, đó chính là cái phần đèn, hệ thống đèn của chiếc xe này mình chưa thấy bóng nào cháy để mà thay cả. Thực sự là cái bền nhất trên xe này đó chính là cái bóng đèn thôi. Và tổng kết lại thì chúng ta sẽ có một chiếc Honda Way với vẻ ngoài ưa nhìn, trẻ trung, cá tính, và chúng ta có một động cơ hơi bền bỉ. Đối với mình thì chỉ hơi bền bỉ thôi. Cũng bởi vì giá thành của chiếc xe này nó cũng không quá đắt, chỉ tầm khoảng 17-18 triệu chưa đăng ký, thì nó cũng không quá cao, nó không đắt như Exciter hay là SH, nên là chúng ta cũng không cần phải đắn đo quá nhiều về cái chất lượng của chiếc xe. Thực sự thì với giá tiền như thế này thì đối với mình là mình ưng ý rồi. Và vừa rồi là chia sẻ của mình về chiếc Honda Way Alpha sau hơn 30.000 km. Theo như mình thấy thì nhiều người bảo xe Honda bền, rất là bền, nhưng mà sau quá trình sử dụng này thì mình thấy điều đấy nó không đúng cho lắm. Mọi người thấy chiếc xe này thế nào và liệu Honda có bền như lời đồn hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận của video nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.